Sư ơi, bác đơn xin ân xá tội chết của người khác thì có phạm vào giới sát sanh không? Nếu có thì chắc chắn các vị lãnh đạo nguyên thủ phạm vào giới này nhiều lắm phải không sư? Vì nó gần như họ đủ năm chi phần của giới sát sanh rồi. À, nói như thế này đủ gì? Ở trong cái kiếp quá khứ, khi Bồ Tát còn là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ, khi Đức Phật còn là một chúng sanh tìm ngộ giác ngộ đó, Ngài là một vị hoàng tử, và do nhà vua rất là cưng chiều Ngài, cho nên thường xuyên đem Ngài đến dự những cái buổi gọi là thượng triều. Trong những buổi thượng triều đó, nhà vua phân xử việc nước và nghĩ rằng con của mình mặc dù nó nhỏ nhưng nó có thể học là vừa, bởi vì sau này nó lớn lên nó sẽ nối nghiệp cái ngôi vua. Khi Bồ Tát thấy rằng đấy là một vị vua thì phải kiểu gì thì kiểu vẫn phải xử lý những cái việc như là cái người phạm tội phải xử trảm, phải xử tử, rồi những kẻ thù ở biên giới thì phải dẫn binh để mà đánh đuổi. Thì trong những trường hợp như vậy đó, Bồ Tát cảm thấy rằng cái việc làm vua sẽ không thể giữ được giới hạnh. Và đối với Bồ Tát, cái việc giữ giới nó quan trọng hơn là việc làm vua. Do đó Bồ Tát mới quyết định làm một chuyện, đó là giả ngu. Tức là từ đó trở đi Bồ Tát không cử động gì hết, giống như một người bại liệt, không nói năng, không làm bất kỳ gì hết, giống như là một người thực vật vậy đó. Thì nhà vua dùng hết mọi cách, tìm đủ mọi lương y, dùng hết mọi cách nhưng mà vẫn không được. Qua rất là nhiều năm nỗ lực, nhà vua đã hết hy vọng đối với Bồ Tát và nhà vua cho trục xuất. Và khi Bồ Tát được trục xuất như vậy đó, thì Bồ Tát mới cử động trở lại và sống một đời sống tu sĩ. Tức là cái việc mà có những cái vai trò đó mà mình bắt buộc phải quyết định cái vấn đề sanh tử của người khác, thì đó là chuyện rất là khó tránh. Thành ra trong có nhiều kiếp á, tại sao mà Bồ Tát thường làm vua chuyển luân thánh vương chứ không làm những cái vị vua thường, là bởi vì một vị chuyển luân thánh vương á thì cư xử bằng pháp, đối xử với nhân dân bằng pháp. Bởi vì khi đó người dân rất là hiền thiện, thậm chí người dân không biết nói dối là gì, thì càng đừng nói gì đến cái chuyện là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tức là người dân giữ năm giới một cách tự nhiên, bởi vì họ không có biết cái gì là ác hết trơn, tại vì những cái ác với họ rất là lạ và họ mặc nhiên họ sống thiện. Thành ra vua chuyển luân thánh vương chỉ cư xử bằng chánh pháp và thường xuyên kêu gọi người dân là hãy giữ gìn bát quan trai giới. Đó là một thời kỳ rất là đẹp của loài người. Còn trong những kiếp mà Bồ Tát phải làm một vị vua thường á, thì trong có một lần là khi giặc nó đến đánh chiếm vương quốc, trong khi đó quân đội của Bồ Tát rất là mạnh. Bồ Tát biết chắc là mình lãnh quân ra thì mình có thể đánh đuổi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Bồ Tát nghĩ là nếu mình đánh đuổi như vậy thì sẽ sinh linh đồ thán, biết bao nhiêu người sẽ chết vì cuộc chiến tranh này. Trong khi đó, nếu như mà người ta chỉ đơn giản người ta ngấp nghé cái ngai vàng này thì rõ ràng cái ngai vàng này là một cái thứ thuốc độc, và là một cái thứ bị nhiều người nhòm ngó, thì như vậy thôi, họ muốn người ta cứ cho. Và thế là Ngài hành cái hạnh bố thí ba la mật, Ngài cho người ta luôn cả vương quốc, và Ngài bỏ vào rừng, Ngài sống một cuộc sống ẩn sĩ. Thành ra đó, chúng ta có thể rút ra một vài cái bài học của riêng mình. Tức là có những vị trí mà mình không tránh được, nhưng mà điều quan trọng là như thế này nè, cũng một cái đoạn ở trong kinh Pháp Cú, đó là
giữa cái việc thiện nhỏ và việc thiện lớn, tức là giữa hai việc đó, thì cái người trí biết lựa cái việc nào lợi ích hơn. Tức là nói như vậy không có nghĩa là tất cả những vị nguyên thủ quốc gia là đều bỏ nước hết, nhưng mà đó, nên xét xem là trong một cái gọi là một cái khoảng thời gian mà mình trị vì như vậy, mình nắm cái quyền điều khiển một quốc gia, thì mình đã so với những cái điều mà mình thuộc bổn phận mình buộc phải làm, thì những cái việc mà mình những cái điều tốt lành mà mình đã làm cho đất nước, mình đã cống hiến cho đất nước, mình đã giúp cho người dân nhiều hay ít. Đấy. Thì như sư nói ngày hôm qua, việc nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Tất cả mọi hành động của mình nó đều sẽ tạo ra nhân quả. Và như vậy đó, khi mà tổng kết lại, nếu như mình làm thiện nhiều hơn, mình vì cái lợi ích của người dân nhiều hơn, thì cái thiện đó nó sẽ nhiều hơn cái ác, thì đó là cái điều khuyến khích. Chỉ sợ một điều là mình làm sao đó mà cái ác, việc ác mình làm nó nhiều hơn cái thiện, thì đó mới là điều đáng lo.